Phương tiện di chuyển cá nhân có 2 chỗ ngồi, Toyota C-Comfort được thiết kế đơn giản với phần đầu ngắn và... Toyota vừa ra mắt chiếc xe điện có tên C-Comfort tại thị trường Nhật Bản. Đây được xem là bản thương mại của mẫu xe ý tưởng Ultra Compact BEV từng xuất hiện tại Tokyo Motor Show. Xe có giá bán khởi điểm 1,65 triệu yên, tương đương khoảng 16.000 đô la Mỹ, là một phương tiện di chuyển cá nhân có 2 chỗ ngồi. Toyota C-Comfort được thiết kế đơn giản với phần đầu ngắn và thân xe vuông vức. Cản trước sau và phần mui sơn tối màu tạo điểm nhấn cho ngoại thất. Cụm đèn trước nằm ngang trong khi đèn hậu nằm dọc trên. Trụ xe có kích thước dài 2.490mm, rộng 1.290, cao 1.550mm, đủ nhỏ gọn để di chuyển linh hoạt ở đô thị đông đúc. Khối lượng của Toyota C-Comfort là 690kg nhờ việc sử dụng vật liệu nhựa cho các chi tiết ngoại thất. Cung cấp sức mạnh cho Toyota C-Comfort là động cơ điện nằm ở trục sau, công suất đạt 12,3 mã lực và mô men xoắn ở mức 56 nanomet. Vận tốc tối đa của xe được giới hạn ở mức 60 km/h, vị trí cổng sạc được bố trí sau logo Toyota ở đầu xe. Toyota cho biết cụm pin có dung lượng 9,06 kWh và khi sạc đầy, có thể cung cấp quãng đường di chuyển tối đa khoảng 150 km. Nội thất của C-Comfort mang phong cách tối giản, bảng tablo không có màn hình giải trí trong khi bảng đồng hồ tốc độ nằm chính giữa. Cụm điều khiển trung tâm bố trí các nút bấm chức năng và tùy chọn số N, D hoặc R để vận hành. Khoang lái có 2 ghế được bọc vải nỉ, không gian vừa phải dành cho 2 người sử dụng chứ không quá rộng rãi. Phía sau có một khoang để đồ, đủ để mang theo các vật dụng cần thiết hoặc hành lý cho các chuyến đi chơi.